Lại xin được chào các bác cô chú anh chị nhé. Hôm nay tôi vừa mới về quê một chút, tôi lại phải lên luôn. Về cho cháu về quê chơi mà, chơi với ông bà, thì tôi lại phải lên đi làm, đi có việc. Thì tôi vừa mới trồng được một cái cây xanh, một cái xanh quê thôi, cái xanh quê để ghép vào cây cây mà tôi mới lấy này. Thì thực tế là cũng suy nghĩ khá nhiều, và một số anh em góp ý nó cũng đúng với những cái ý mà mình mong muốn. Những cái ý mình mong muốn có nghĩa là như này. Tôi xin giải thích về cây này như này. Về cái hôm trước bác có xem cái video mà cái cây này thì nó dễ hơn, bây giờ nó cây này nó phủ rồi. Nó hơi khó. Cơ bản là nó như này. Cái tê hoành này nó bị bà chủ cũ bà cắt mất cái đầu ngọn đi nên rất là thô. Đấy, thì bây giờ mà chờ mầm chờ mắt ở đây thì rất khó, nó già nó cỗi quá, nó nhìn này rất khó. Và ở đây nó bị cắt giật khá nhiều lần nên rất là khó, nó có những cái sẹo rất khó mọc. Ở những chỗ này thì mọc rất dễ, nhưng đây thì khó. Đấy, thế thì phương án hôm trước tôi định cắt, nếu mà không ghép ấy, một là ghép thì không nói nữa, nếu không ghép tôi sẽ cắt đến cái chỗ này để đánh theo chiều hướng. Cái này là cây chính, cái cây này sẽ đóng vai trò của cây này, nó sẽ làm một cái cây đại loại là vặt xoắn ở đây chứ không còn phi ở đây nữa. Thì cái chỗ này nó hơi trống thì sẽ giật cái tay này xuống để làm cái bông đỡ. Nhưng mà đấy cũng chỉ là phương án, thì khá là tiếc cái tay này. Cái tay này nó dài, nó rất dài quá. Đấy, thì nó dài. Và bây giờ tôi chọn cái phương án nhé. Tôi giữ lại cái tê hoành này, để cái tay này nó khá là cân với cái thân, nó to, nó dài, nó trắng như cái thân. Cái này được cái da nó rất là sáng, nhưng mà muốn cố gắng giữ lại những cái đường thân chính cũ của nó. Đấy, thì đang có trồng một cái cây xanh quê bệ nó khá là tốt ở dưới này, bệ khá là đẹp để ghép vào cái tay này. Thì phương án mà tôi đang định ghép là như này. Tôi định ghép hai chỗ, một là tôi khoan một cái lỗ phi từ bên này sang bên kia, tôi sẽ nhét cái cành này vào đây và cái lỗ từ bên này sang bên kia. Đấy, xong rồi cuốn lại, nhét qua cái lỗ này. Khi nào mà cái cây này lớn, cái tay này lớn, nó sẽ dính vào cái thân này. Và đến lúc nó tự nó phát triển rồi thì ăn vào nhau rồi thì cắt cái tay này đi. Đấy, lúc đấy tôi chỉ lấy cái bệ này thôi. Đấy, bỏ cái thân này đi. Và cái chi thứ hai tôi ghép, đây là cái ghép cái ngọn ở phi ở đây nhé. Chi chỗ này nó đang thiếu, tôi khoan một lỗ phi thẳng từ bên này sang bên kia và nhét cái cành này vào. Tất nhiên lúc nhét những cành này thì cắt hết những cái tay này, chỉ để một cái thân này thôi, xong luồn qua cuốn lại tránh mưa tránh nắng. Thì là ghép. Thực tế tôi ở nhà có một cây xanh quê này, lá nó cũng hay thì ghép vào, và nó cái chiều cao đúng cái chỗ mình cần ghép luôn. Và nó đang có mấy cái tay rất là dễ để làm này. Đấy. Và cái phần thịt ở chỗ này rất là dày nên là mình khoan thoải mái, mình khoan vô tư. Đấy, thì cái này, cái đầu ngọn này cũ thì để lại để nuôi cho cái phần này nó phát triển. Bây giờ nó dính hết cái này lại thì xử lý cái này. Đấy, thì là cái phương án như vậy. Là tối ưu nhất cho cái cây này. Tối ưu nhất. Thì bây giờ định làm luôn nhưng mà chưa mượn được cái khoan nữa. Đang mượn ông anh cái khoan tay để mình bắn một cái lỗ xuyên từ đây sang bên kia và một cái lỗ xuyên từ đây sang bên để nhét vào, thế thôi. Như vậy là xong, và lúc ấy tôi vặt hết lá đi. Đấy, cây này thì vẫn để nuôi cái cây này. Cây này thì nó cũng ở trên chậu lâu rồi, ngày trước hoàn thiện mua 1,5 triệu của ông Bái ở Tây Mỗ nhưng về cắt đi, giờ thì để làm vật thay thế rồi. Ghép cho cây này.
Đấy. Thế thì mới có về được 2 hôm nhưng mà nó phun lộc nó khá là sáng rồi. Hy vọng là cây nó ổn. Tôi vừa cho thêm đất trộn với phân lợn cho vào đây rồi. Thì cây sẽ phục ổn thôi. Ổn nhanh thôi. Đấy. Kiểu như hai cây thu nhỏ mini, cây này thu nhỏ cây này. Dáng cũng thế này và bệ khá là ổn. Cái này bệ đẹp lắm các bạn. Sữa nó ở dưới. Nó nằm chậu rất lâu năm cái này. Sau này có thể nhờ mượn cái bệ này này để cho nó ăn vào nhau cũng được. Hoặc vẫn đi cũng không vứt đi cũng chẳng sao. Vứt đi cho thoáng cây. Đó. Thì bây giờ cây này cứ trồng đấy thôi, hôm nào có khoan thì nhét vào sau. Rất thích cây này và da nó rất là sáng. Da sáng, xanh quê và da sáng. Nó chỉ bị yếu, bị hành hạ, bị yếu. À, đấy. Quay trở lại các bác nhìn thấy thì nó sẽ có những cái điều khác khác của vườn em rồi đúng không? Em thay bỏ cái lượt ghế nhựa nhất rồi. Bây giờ nhà cửa nó ổn định rồi. Thôi thì nó cũng chật chội nhưng mà nó chỉ có vậy thôi. Đấy thì muối đôn tôi mua 5 cặp tức là 10 cái về để bày cây cho nó sạch. Còn mấy cái nó vứt trên mái kìa. Những đang nắng cũng chẳng muốn lên. Mấy cây chỉ còn cái phôi toàn là cục cục phôi là. Đấy thì chia sẻ của bạn một dàn phôi, một dàn đôn cao 65 phân, mặt chậu đường kính 30. 30. Và nó để thì khá thoải mái. Hàng tầm trung, hàng mini để vô tư. Khá là chắc chắn. Và nó cũng đẹp. Đấy các bạn. Ở dưới này thì tôi không để được nhiều, chỉ cùng lắm chỉ 2 hàng thôi. Bởi vì dưới này nó có cái mái tôn để cây nó cũng không được tốt lắm. Đấy. Thì nhìn nó cũng sạch sẽ, nó cũng sướng, nó quá. Cây cối nó mặc dù không có cây đẹp nhưng mà để lên đôn là nó khác rồi. Sáng cây rồi. Đấy, thì lại chia sẻ các bác là cái bác mang đôn đến thì các bác cũng hay xem kênh của em. Thì mang đôn đến thì thấy tất nhiên em không có nhiều cây đẹp thì không nói làm gì nhưng mà chắc thấy em mua gấu. Những cây bình thường mà em toàn mua mười mấy triệu bạc. Thì vừa rồi có chết mấy cây thì đúng lúc đấy thì ông anh mới quen ấy. Quen không phải là quen xem YouTube chứ của em mà là quen chơi về Facebook. Đến chơi thì không biết em làm YouTube được đâu. Thấy cây cối nó không có nhiều cây đẹp và thứ hai là bị chết mấy cây thì ông cũng góp ý nhiều. thì ông anh tốt bụng thì mình cũng làm cái vui nhưng mà thực tế là nó nhiều cái chuyện ở trong đấy, nó không chỉ là vấn đề là cây đẹp hoặc là cách chăm cây và nhiều vấn đề khác nữa. Thì thôi anh em cứ dần dần. Đấy cái cây sộp cái xì đề gì đây thì lộc lá nó phun ra như này rồi. Lộc lá đây gặp mưa cái phun dễ này. Đỏ au đó. Thì nó dần dần ổn định rồi. Đây có 2 cái này thì khá ok rồi. Giá mà hôm vừa rồi tôi cắt đến đây ấy, thì khả năng đây có mầm rồi nhưng mà chỗ này nó nhìn là trơn nhưng là không, nhưng là chưa chắc nó có. Ở chỗ này thì nó có chốt thì sau này tôi sẽ thay cái tay này đi. Trước nó có một bông đây thì phải nhưng mà chắc bác chủ cũ bác làm toát mất. Đấy thì cần một bông đấy. Thế là ok. Bóng nó ra nó phủ là đầy là đẹp và vừa đẹp. Cái dòng lá to mà bác. Mà các bác là, mà cái cây nó không phải là thuộc cây mini quá. Mà các bác làm dày chỉ chít sát nhau quá thì sợ rất khó triển bông. Để tất để diễn bông diễn dâm sau này. Đấy. Chứ không phải nhìn vào cái trước mắt. Đấy, nhìn vào tương lai của nó thì đúng rồi. Đây là cái cây trúc sộp cho lên cái nôn màu xanh lá. Tôi lấy 2 cặp thì 5 cái màu này, 5 cái màu kia. Một cái xanh lá cây, một cái xanh dương. Đấy. Để đi đúng rồi. Hơn nhau tấm áo manh quần thì để nó khác hẳn. Các bạn thấy không? Nó sạch sẽ hơn mà nó đúng là không nhôm nhựa như người mình cái ghế nhựa kia. Cây cối bày lên nó cũng sang hẳn. Mặc dù cây thì không cần cây đẹp đâu. Bây giờ chỉ thiếu chỗ đẹp thôi.
món này là sạch sẽ rồi, cái sung khá là tâm đắc, cái sung khá hay quá. Đấy thì ngày mai tôi bay vào Đà Nẵng nghỉ mát cùng công ty rồi, nghỉ mát cùng công ty. Đấy, các bác nhiều ông cứ thấy mình lang thang, cứ nghĩ mình lang thang làm cây ấy. Thực tế là tôi còn có công việc của mình đó, làm công ăn lương của các bác. Mình tranh thủ quay phim được tí nào thì quay thôi, công việc mình vẫn phải đảm bảo, công việc mình nhận lương người ta vẫn phải đảm bảo. Đấy, cái này thì cho linh đôn cái nhìn nó khác hẳn, sạch sẽ. Đấy, đấy lại quay trở lại cái câu chuyện mà các bác xem video của em thì nghĩ là em kiếm nhiều tiền được cái món YouTube trước này lắm, nhưng thực tế là em khẳng định là không phải như vậy các bác, em không có tiền ở đấy đâu. Và em đi quay thuần túy là đam mê, và tất nhiên vẫn có những mong muốn cái mục đích kinh doanh, nhưng mà nó không phải là hiện tại. Đấy, muốn mình có biết nhiều cây và nhiều người biết mình, và mình có cái diễn đàn để anh em có cái nơi để anh em bàn luận thôi. Còn công việc mình thì vẫn phải ở cơ quan, mình nhân viên vẫn ở cơ quan mà. Đấy, thì nhiều bác, ví dụ như bác Kiện hoặc là anh em ở chợ nghĩ mình thu nhập nó khủng lắm, khủng khiếp lắm, nhưng mà có biết đâu là mình chạy ăn từng bữa, mua được cái nhà với con thì nợ như chúa chồm, nên là ông bà quê còn cho anh em gì chú bác cho vay cho mượn, còn đâu là đi vay ngân hàng, chứ có làm còn ra cái gì ra đồng tiền đâu. Suốt ngày đốt tiền cây, chỉ đốt tiền cây là máu. Đấy, thì cũng chân tình của bác thế. Sắp tới có khi phải tính một số anh em khuyên mình làm thương mại, hoặc là ít ra YouTube thì đi quay, thì một số nhà vườn rất có điều kiện, mình quảng bá cho họ rất là tốt, bán cây rất nhanh. Một số anh em bán cây rất nhanh, đăng lên cái mất ngay, thì có người alo ngay, thì thực tế là người ta chẳng nhớ đến tôi đâu. Hoặc mặc dù người ta biết là tôi làm video thì người ta xem, người ta đến mua, nhưng mà người bán người ta cũng mặc kệ thôi. Tôi có yêu cầu anh quay phim đâu, hoặc là tôi cũng chẳng xin anh. Đấy, thì người ta gọi tôi thì tôi biết tôi bán thôi, tôi không biết ông là ai đâu. Tôi biết ông quay phim, mà ông quay phim thì là việc của ông. Tôi cũng chẳng có cái nghĩa vụ phải chi hoa màu hoa biết gì cho ông, thì đại loại vậy, mà tôi cũng không có nhu cầu như thế. Nhưng mà sắp tới thì ở ngoài chợ một số anh em vất vả, tôi vẫn cố gắng tôi ra tôi quay. Còn một số anh em nào mà có nhà vườn hoặc có điều kiện chút thì mời tôi về thì rất sẵn sàng thôi. Đấy, thì tôi sẽ cố gắng bố trí để nó, còn phải bố trí công việc ở cơ quan ấy, thì là một cái rất là sòng phẳng thôi, rất sòng phẳng. Các bác làm ăn rất tốt, còn tôi thì cũng có cái chi phí để duy trì cái cuộc đi. Đấy, thì hơi hướng như vậy, chứ bây giờ cũng chẳng có cái gì. Từ xưa đến giờ bao nhiêu năm nay vẫn thế, có cái gì đâu, luôn luôn đi xin và quay. Thậm chí nhà vườn nó đến nó không thấy mình mua, nó chửi chết ấy. Một số anh em không hiểu nó như vậy. Đấy, thì cái là cái marketing nó là cái quan trọng, cái truyền thông nó rất quan trọng, và bán hàng được và có cái phương pháp tốt thì sẵn sàng các bác nên đầu tư. Và tôi có thể cầm một số cái đồng tiền thì nó cũng là cái mồ hôi nước mắt chính đáng thôi, chẳng ăn cướp ăn trộm của ai cả. Đấy, đây này. Đấy, sơ bộ như vậy thôi, không có tiền chơi vậy thôi, vui mắt thôi. Rồi, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhé. Mai vào Đà Nẵng xem có cây gì cối gì thì là tôi lại quay phim với bác nhé. Xin hẹn gặp lại các bác.